Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất. Tập 100. Chương 991, Bồi tội 3. Tuân Ngũ Cô nói xong thì lấy một đóa lam hoa tản mát ngân quang màu lam từ trong càn khôn giới ra. Hoa này tên là chân võ hoa, ta tin Phương tộc trưởng hẳn sẽ không lạ lẫm. Đương nhiên Phương Niệm Bạch không cảm thấy lạ lẫm rồi, hắn là thương nhân buôn bán, sao có thể không biết chân võ hoa nằm trong top 100 trên chân kỳ phổ chứ. Lần này Tuân gia thật sự đã dốc hết vốn liếng a. Sau khi ý thức được điểm này, Phương Niệm Bạch lại quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình. Thấy nữ nhi gật đầu thì Phương Niệm Bạch mới nhận lấy chân võ hoa, đã để Tuân tộc trưởng tốn kém rồi. Này cũng do tên chết bầm nhà chúng ta khiến Thiên Kim sợ hãi. Tuân Ngũ Cô chắp tay với Phương Niệm Bạch xong thì nhìn vừa phía Phương Thu Giao, Phương cô nương huệ chất lan tâm, lão phu ở đây xin ngỏ ý cảm ơn ngươi. Đương nhiên Phương Thu Giao biết tại sao Tuân Ngũ Cô muốn tạ ơn mình. Dưới loại tình huống này, nàng nguyện ý tiếp nhận lời xin lỗi của Tuân gia chính là cho họ ân huệ lớn nhất. Phương Thu Giao mở miệng đáp lễ với Tuân Ngũ Cô, hy vọng chuyện này đến đây là ngừng, đừng kéo dài thêm nữa. Đương nhiên, đương nhiên. Tuân Ngũ Cô trả lời lại, quay đầu nhìn sang Tuân Toánh, sau khi lão phu trở về sẽ quản giáo đám tiểu tử này thật nghiêm, tuyệt không để chúng làm ra chuyện hoang đường nào nữa. Phương Thu Giao chắp tay, vậy là tốt rồi. Được rồi, nếu hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta cũng không ở thêm nữa. Nếu Phương tộc trưởng không chê, về sau chúng ta tiếp tục hợp tác, lão phu nhất định sẽ cho ngài một cái giá vừa ý. Tục ngữ có câu đưa tay không đánh người mặt cười. Tuân tộc trưởng đã nói tới nước này, Phương Niệm Bạch tự nhiên cũng khách khí đáp, nhất định có cơ hội. Mặt khác, Tuân tộc trưởng từ xa mới tới một lần, không bằng ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi. Không được, không được, trong tộc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chúng ta không làm phiền nữa, cáo từ. Được rồi, để ta tiễn các vị. Không cần, Phương tộc trưởng dừng bước, chúng ta tự đi là được. Tuân Ngũ Cô nói xong thì chắp tay với Phương Niệm Bạch rồi đi ra ngoài đại sảnh. Mặt khác, tộc nhân Tuân gia thấy thế cũng nhao nhao thi lễ với đám Phương gia một cái rồi mới rời đi theo tộc trưởng. Một đường rời khỏi tiểu trấn, khuôn mặt đang mỉm cười của Tuân Ngũ Cô dần trầm xuống, chậm rãi dừng bước. Thấy tộc trưởng dừng bước, các tộc nhân khác tự nhiên cũng lập tức ngừng, không dám đi về phía trước nữa. Tuân Ngũ Cô nghiêng đầu quét mắt nhìn tất cả tộc nhân một lần, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tuân Toánh. Để lão phu biết có người dám dùng thủ đoạn nhỏ với Phương gia thì đừng trách lão phu không lưu tình cho người trong tộc. Mọi người cảm nhận được uy nghiêm của thì vội cúi đầu chắp tay nói, vâng, trở về sẽ trừng trị ngươi sau. Tuân Ngũ Cô hung hăng trợn mắt nhìn Tuân Toánh một chút rồi triệu hồi phi tọa của mình, đi. Một bên khác, Phương gia là một mảnh hân hoan vui sướng. Đại nạn lâm đầu nay chuyển nguy thành an, lại, còn kiếm được lời lớn như thế thì làm sao họ không vui cho được. Ôi, khuê nữ nhà ta, con gái ruột của ta, cha xin lỗi ngươi, ta không nên hoài nghi những gì ngươi, mau nói cha nghe một chút, đến tột cùng ngươi tìm được cao nhân phương nào lại hù Tuân gia thành như thế. Nghe Phương Niệm Bạch hỏi thế, đám người đang gieo hò cũng an tĩnh lại. Bởi vì họ vô cùng tò mò, đến tột cùng là ai lại có năng lực đáng sợ như thế, khiến tộc trưởng Tuân gia có thể tự mình tới xin lỗi. Nhưng Phương Thu Giao lại lắc đầu, vị cao nhân kia không cho ta nói tên của hắn ra. Phương Niệm Bạch nghe xong, mặc dù có chút thất vọng nhưng xem như cũng nằm trong dự liệu. Dù sao nếu nói được thì từ hôm qua nữ nhi đã nói, đâu cần che che lấp lấp tới tận khi người Tuân gia tới mới khiến họ tin chứ. Cao nhân làm việc đều như vậy, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Vậy Giao Nhi, ngươi phải thay cả nhà ta hảo hảo tạ hơn vị cao nhân kia, ngàn vạn không được qua loa. Yên tâm đi cha, nữ nhi đã biết. Kỳ thật từ khi người Tuân gia bắt đầu nói xin lỗi, Phương Thu Giao đã bắt đầu nghĩ cách làm sao cảm tạ sư huynh rồi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn không cảm thấy bản thân có gì cho sư huynh được. Cho nên chỉ đành hạ quyết định thức tỉnh càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày giúp đỡ được sư huynh, dù chỉ là chút chuyện nhỏ xíu thôi cũng được. Thấy tộc trưởng không hỏi gì, những người khác của Phương gia cũng chỉ đành ém lại phần hiếu kỳ này vào trong lòng. Thấy mọi người đang cao hứng, Phương Thu Giao đi tới,
nói nhỏ bên tai Phương Niệm Bạch, phụ thân, nữ nhi có vài lời muốn nói riêng với ngài. Phương Niệm Bạch nghe xong thì gật đầu, sau đó hô lên, Man Uyển, đi báo cho bếp chuẩn bị thêm chút rượu và thức ăn ngon, tối hôm nay chúng ta phải hảo hảo ăn mừng một phen. Mỹ phụ nhân nghe xong lập tức ứng tiếng, đã biết thưa lão gia, đêm nay ta sẽ tự mình xuống bếp, xem như chúc mừng cho Giao Nhi. Phương Thu Giao nghe xong thì cười nói, vậy thì quá tốt rồi, đã lâu lắm rồi ta không được nếm thử tay nghề của mẹ. Xú nha đầu, còn không phải do ngươi luôn đi xa không về à? Cứ chờ đó, hôm nay mẹ sẽ làm toàn món ngươi thích, không ăn hết không được xuống bàn. Ai? Nhất định sẽ ăn xong. Trong tiếng hoan thanh tiếu ngữ, Phương Thu Giao đi theo Phương Niệm Bạch quay trở về đại sảnh, là khuynh vân sảnh mà ngày thường không ai được vào. Theo thường lệ, Phương Niệm Bạch thắp ba nén hương rồi quay đầu lại hỏi Phương Thu Giao liên quan tới vị cao nhân kia sao? Đúng vậy. Phương Thu Giao gật gật đầu, kỳ thật chuyện lần này cũng là tuân gia không may, vừa vặn vị cao nhân này cũng cần đại thừa bí thủy, cho nên hắn mới nguyện ý ra tay giúp ta, cho nên. Phương Niệm Bạch nghe xong một chút liền hiểu, cho nên ngươi đưa đại thừa bí thủy cho vị cao nhân kia đúng không? Vâng, kỳ thật tối hôm qua nữ nhi đã muốn. Không cần nói gì nữa, vi phụ hiểu rồi, ta sẽ đưa đại thừa bí thủy cho ngươi. Thấy cha quay người chuẩn bị đi ra ngoài, Phương Thu Giao lập tức hô, cha. Tạ ơn ngài đã nguyện ý vì hạnh phúc của nữ nhi mà bỏ ra tất cả. Phương Niệm Bạch nghe xong xoay người lại, nhẹ nhàng ôm Phương Thu Giao vào lòng, ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc. Là cha thì đương nhiên nguyện ý bỏ ra hết thảy vì hài tử của mình, cha cũng phải cảm ơn ngươi đã nguyện ý hy sinh bản thân vì cái nhà này. Phương Niệm Bạch sao có thể không biết Phương Thu Giao có thể tìm cơ hội chạy trốn. Hắn thậm chí từng nhiều lầm ngầm nói với nữ nhi mau chạy đi, nhưng Phương Thu Giao nghĩa vô phản cố vẫn ở lại cái nhà này, cùng cả gia đình đối mặt với nhân họa sắp tới. Chương 992, Tạ ơn, 1. Cha, nghe phụ thân nói thế, Phương Thu Giao kiềm chế đã lâu nay khóc giống lên, trong nước mắt có ủy khuất, có bi thương, cũng có cao hứng vì được giải thoát. Phương Niệm Bạch vỗ nhẹ vào lưng Phương Thu Giao, nhẹ giọng an ủi nữ nhi kiên cường của mình. Đã qua rồi, tất cả đã qua rồi. Quy Tâm Tông, Thủy Kính Đường, trong một gian phòng nhỏ. Các ngươi nói xem, đến cùng ta nên làm thế nào để báo đáp phần ân tình này của sư huynh đây? Trên bàn vuông, một ngọn nến nhỏ được đốt lên, Phương Thu Giao khẩn trương nói. Liễu Tử Câm nghiêm túc suy tư hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không được rồi, dù năm người chúng ta gộp lại cũng không tìm ra được thứ gì sư huynh thích. Lúc này Ngu Quy Chỉ đột nhiên hô, tự mình làm điểm tâm thì sao? Mẹ ta bảo, bình thường nam nhân sẽ thích những món đồ do nữ hài tự tay làm. Phương Thu Giao nghe xong thì trực tiếp lắc đầu, ta cũng muốn, cơ mà mỹ thực sư huynh làm. Ngu Quy Chỉ nghe xong liền hiểu, lập tức tán đồng, cũng đúng. Sư huynh làm đồ ăn ngon lắm, năm người chúng ta gộp lại cũng chẳng làm được điểm tâm ngon thế đâu. Vậy, chúng ta cùng sáng tác một bài hát dành riêng cho sư huynh thì sao? Liễu Tử Câm nghe Ngu Quy Chỉ nói đồ mà nữ hài tự tay làm thì lập tức tìm được linh cảm. Những người khác nghe thấy thế, lập tức mở to hai mắt, ý kiến hay à. Các nàng đường đường là đệ tử của Thủy Kính Đường, không phải sở trường nhất là phổ nhạc à, huống chi năm người các nàng còn là đệ tử đứng đầu của đường nữa. Ba tỷ muội Ngu gia lập tức hào hứng hơn, nhao nhao giơ tay. Ngu Quy Thủy, ta sẽ phổ nhạc. Ngu Quy Chỉ, ta sẽ viết lời. Ngu Quy Miểu, ta sẽ làm cùng với nhị tỷ. Phương Thu Giao nghe xong thì lắc đầu, không không không, là ta tạ ơn sư huynh, phải để ta tự tay phổ nhạc và viết lời chứ. Cơ mà, chúng ta cũng muốn hỗ trợ á. Ba tỷ muội Ngu gia cùng dùng đôi mắt ngập nước to tròn của mình nhìn chằm chằm Phương Thu Giao, vô số ngôi sao bắn ra từ đó. Phương Thu Giao có chút chịu không nổi loại thế công này, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không. Không được, chuyện này nhất định phải tự ta làm mới được. Lúc này Liễu Tử Câm mới mở miệng giảng hòa, Thu Giao nói không sai, nếu Thu Giao muốn cảm tạ sư huynh thì việc phổ nhạc và viết lời phải do chính ta nàng làm, chúng ta phụ trách thiết kế và dựng sân khấu đi. Ba tỷ muội Ngu ra nghe xong lập tức giơ sáu cánh tay lên, đồng ý, được, chúng ta dựng sân khấu. Thấy ba tỷ muội Ngu ra đã chịu, Liễu Tử Câm nhìn về phía Phương Thu Giao nói, Thu Giao, ngươi thấy sao? Ừm, cảm ơn mọi người. Phương Thu Giao gật đầu. Ai nha, giữa chúng ta còn cần khách khí làm gì?
Ngô Quy Chỉ vỗ ngực nói, chuyện này cứ yên tâm giao cho chúng ta nhất định sẽ dựng lên một cái sân khấu thật đẹp. Phương Thu Giao dùng sức gật đầu một cái nhưng lại lộ ra thần sắc khó xử, cơ mà sư huynh vẫn chờ ta đưa đại thừa bí thủy cho hắn, cũng không thể để sư huynh đợi lâu được. Cái này, cũng đúng. Liễu Tử Câm gật gật đầu. Vô luận là phổ nhạc hay dựng sân khấu đều cần một thời gian. Cảm tạ mà cảm tạ hai lần thì cũng hơi kỳ. Trong lúc năm người cùng lâm vào trầm tư thì một con hạc giấy bỗng bay vào phòng nhỏ, chậm rãi rơi xuống trước mặt Phương Thu Giao. Biết là sư huynh gửi thư tới, Phương Thu Giao lập tức nâng con hạc giấy lên, để ta xem thử trong thư sư huynh viết gì. Bốn người còn lại cùng gật đầu, mau nhìn đi. Phương Thu Giao mở con diều ra, cấp tốc đọc một lần rồi đột nhiên cầm phong thư reo hò, tốt quá rồi. Sao thế, có chuyện gì à? Ba tỷ muội Ngu Gia hiếu kỳ đứng lên hỏi. Sư huynh nói hắn phải bế quan một thời gian, bảo ta từ từ rồi đưa đại thừa bí thủy cho hắn cũng được. Trùng hợp như vậy, ba tỷ muội Ngu Gia đồng loạt mở to hai mắt. Liễu Tử Câm cũng khá bất ngờ, nhưng rất nhanh nàng đã vỗ tay hai cái, đã là cơ hội trời cho thì chúng ta nên nhanh chóng hành động đi, bằng không sợ tới khi sư huynh xuất quan sẽ không kịp mất. Đúng đúng đúng, chúng ta đi chuẩn bị sân khấu thôi, Ngô Quy Thủy dẫn đầu nói. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 993, tạ ơn, 2. Ngô Quy Chỉ gật đầu, không bằng dựng ở bên thác nước Tử Vân đi, bên đó có một đỉnh đài rất đẹp. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngô Quy Miểu không ngừng ăn điểm tâm, gật đầu hùa theo, ai nha, hội nghị kết thúc, trở về ăn cũng được mà, ngươi gấp như vậy làm gì? Ngô Quy Chỉ một nói vừa lấy khăn tay ra lau mặt cho Ngô Quy Miểu. Ăn xong rồi nói. Lộc cộc. Ngô Quy Miểu dùng sức nuốt điểm tâm vào bụng, ăn trong phòng một mình không vui như ăn ở đây. Ngô Quy Chỉ nghe xong không khỏi đưa ngón trỏ ra chọc chọc vào gáy nàng. Ngươi a. Một bên khác, Liễu Tử Câm thổi tắt ngọn nến, đẩy cửa sổ ra để ánh nắng chiếu vào phòng. Được rồi, ta chính thức tuyên bố, hội nghị sư huynh kỳ thứ 18 kết thúc, mọi người tranh thủ hành động. Ở phía khác, Giang Bắc Nhiên đúng thật đang chuẩn bị bế quan. Trên, đường trở về từ Đường Quốc, hắn lần lượt nhận được thư của Hồng Phi và Thanh Quan, cả hai biểu thị bản thân đã xuất phát. Giang Bắc Nhiên xem xong lập tức trả lời lại, bảo cả hai đừng quá cậy mạnh, có chuyện gì khó quá thì nói hắn biết, hắn sẽ giúp họ nghĩ cách giải quyết. Trở lại Phong Châu, Giang Bắc Nhiên đi tới trong sơn động thăm Khúc Dương Trạch, xem thử thân thể của hắn có thêm gì dị thường không. Thăm xong, Giang Bắc Nhiên phát hiện Khúc Dương Trạch không chỉ không cảm thấy khó chịu mà hắn thậm chí đã quen thuộc với thân thể này, nhanh hơn lần thích ứng trước rất nhiều. Xong xuôi, Giang Bắc Nhiên mới dẫn Khúc Dương Trạch quay lại kết giới bản tâm. Dưới tình huống Cố Thanh Hoan đã rời đi, Giang Bắc Nhiên chuẩn bị giao kết giới bản tâm cho Khúc Dương Trạch quản lý. Tuy có lẽ Khúc Dương Trạch không chu đáo như Cố Thanh Hoan nhưng tạm thời thay thế vẫn được. Vào lúc Giang Bắc Nhiên đang dạy Khúc Dương Trạch nên làm gì với kết giới bản thân thì Ngô Thanh Sách điều chỉnh thân thể tới trạng thái đỉnh phong đã quay về. Giang Bắc Nhiên kiểm tra Ngô Thanh Sách một lúc rồi gật đầu nói, vững chắc như ta nghĩ. Nói xong hắn ngẩng đầu hỏi Ngô Thanh Sách, tử vong và bình thường, ngươi chọn cái nào? Ngô Thanh Sách nghe xong thì không khỏi sững sờ, sau đó lập tức đứng thẳng người nói, tử vong. Được, xét thấy thân thể ngươi bây giờ đã đủ tốt hơn, ta quyết định vài ngày sau sẽ cho ngươi dùng một liều thuốc giúp tăng sức mạnh. Vâng, Ngô Thanh Sách kiên định đáp. Sở dĩ Giang Bắc Nhiên muốn bế quan là vì luyện cho Ngô Thanh Sách một viên huyền lôi cửu thiên đan. Huyền lôi cửu thiên đan kỳ thật là bản thăng cấp của lôi viêm tôi thể đan, nguyên liệu dùng để luyện chế khó hơn mấy bậc. Nhưng cũng may lần này Giang Bắc Nhiên thu hoạch được kha khá trong Kim Đỉnh Đảo, đại đa số nguyên liệu luyện chế huyền lôi cửu thiên đan đã đủ, duy chỉ có một thứ không có là thiên cổ ngọc hoa. Đây là một loại chân bảo không có trong chân kỳ phổ. Giang Bắc Nhiên phải dùng kỳ chân phổ vốn riêng mà Thi Hoàng Phương cho hắn mới biết được độ hiếm hoi của nó. Thiên cổ ngọc hoa chỉ sinh trưởng trên lôi linh mạch, mỗi khu vực chỉ sinh ra được một đóa hoa, bằng không sẽ vì hấp thu không đủ linh khí mà héo úa, có thể nói tinh quý tới cực điểm. Bảo vật tinh quý như vậy tất nhiên chỉ có tông môn có lôi linh mạch mới có được, trên cơ bản sẽ không bản A ngoài. Cho nên,
Dưới tình huống trong khoảng thời gian ngắn hạn không lấy được thiên cổ ngọc hoa, Giang Bắc Nhiên quyết định lớn mật thí nghiệm một lần, dùng một loại bảo tài khác để thay thế. Mà thứ Giang Bắc Nhiên chọn chúng chính là lôi linh đan vốn dùng để luyện chế lôi viêm tôi thể đan. Sau khi đọc xong chân kỳ phổ của Thi Hoàng Phương xong, Giang Bắc Nhiên liền hiểu bản chất của thiên cổ ngọc hoa cũng như lôi linh hoa là bảo tài chứa đựng trong đó là một lượng lớn lôi linh khí. Chỉ là lôi linh khí trong thiên cổ ngọc hoa hơn xa lôi linh hoa mà thôi. Cho nên, muốn dùng lôi, linh hoa thay thế thiên cổ ngọc hoa mà nói, đầu tiên cần phải sách ngăn nó. Đối với việc này, Giang Bắc Nhiên cần dùng linh thạch chứa một lượng lớn mộc linh khí để bồi dưỡng lôi linh hoa, từ một góc độ khác mà nói là phải đề cao phẩm chất của nó. Mặc dù Giang Bắc Nhiên không biết cách này có kết quả không nhưng hắn cảm thấy khả năng thành công rất cao. Dù sao hắn cũng đã sáng tạo không ít thứ, sớm biết cái gọi là đan phương và trận pháp kỳ thật cũng không quá cứng nhắc, có thể biến đổi được thì biến đổi. Bất quá, mặc dù có ý nghĩ cùng mạch suy nghĩ như thế nhưng mấy việc này không phải một lần là thành công ngay. Dù sao gần đây Giang Bắc Nhiên cũng chẳng có chuyện gì gấp cần làm nên bế quan hảo hảo nghiên cứu về vấn đề luyện đan một chút cũng tốt. Dù sao lần trước đã phân tích được chỗ thiếu hụt của mình, lần này chỉ cần toàn diện nâng cao là được để bản thân có bước tinh tiến tốn hơn trên phương diện luyện đan này. Sau khi giải thích và giao phó mọi việc xong, Giang Bắc Nhiên bắt đầu bế quan. Nhìn cửa phòng luyện đan đóng lại, Ngô Thanh Sách thở dài một hơi. Nghĩ đến lần này sư huynh vì mình phí nhiều sức như thế, hắn cảm thấy dù thế nào hắn cũng không được để sư huynh thất vọng. Ngô Thanh Sách bỗng vung một quyền ra, chuẩn bị xong tư tưởng. Lần trước sư huynh đã nói lần này hắn tấn cấp có thể sẽ chết, chuyện cửu tử nhất sinh thế này sư huynh nhất định không nói đùa. Chắc chắn lần tấn thăng lần này gian nan hơn khi tấn thăng lên huyền linh rất nhiều. Nhưng với điểm này, Ngô Thanh Sách không sợ chút nào. Tuy nói hiện tại hắn cảm thấy so với người cùng lứa hắn đã tính là rất mạnh rồi, chỉ là hắn vẫn chưa thỏa mãn với điều này, hắn muốn bản thân phải mạnh hơn nữa. Ngô Thanh Sách kiên tâm, quay đầu nhìn về phía Khúc Dương Trạch. Đối với sư đệ nhỏ nhất này, kỳ thật Ngô Thanh Sách không quá hiểu rõ, vì sư huynh đã giao đối phương cho Thanh Hoàn, mà thỉnh thoảng đối phương còn ngủ một thời gian, vì thế tổng thể mà nói, thời gian Ngô Thanh Sách tiếp xúc với Khúc Dương Trạch không quá nhiều. Chương 994, Tùy Tiện. Hiện tại có thêm cơ hội chung đụng với vị tiểu sư đệ này, hắn muốn tạo dựng chút hình tượng đại sư huynh trong lòng đối phương. Khục, Ngô Thanh Sách ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Khúc Dương Trạch nói, Khúc sư đệ, đã lâu không gặp, dạo này thế nào? Khúc Dương Trạch nghe vậy thì vội chắp tay với Ngô Thanh Sách, đa tạ Ngô sư huynh quan tâm, ta rất ổn. Ngô Thanh Sách gật đầu, rút một lá bùa màu vàng cùng bốn lá bùa màu bạc từ trong càn khôn giới ra, đưa cho Khúc Dương Trạch rồi nói, nghe Thanh Hoa nói ngươi vẫn chưa học huyền công. Đây là huyền phù ta tìm được từ trong một ma giáo ở Lương Châu, màu vàng có khắc ấn là thần tiêu phù, có thể dẫn phong vũ lôi điện tới, giúp ngươi công kích địch nhân. Bốn lá bùa màu bạc theo thứ tự là đạo ngọc phù, tốc hàng phù, triệu long phù cùng đảo hải phù, chúng. Nói tới đây, Ngô Thanh Sách đột nhiên hỏi, nói đến mới nhớ, Khúc sư đệ từng học qua bùa chú. Vâng. Khúc Dương Trạch gật đầu, cố sư huynh từng dạy ta một chút, chỉ là ta đầu óc có hơi đần, nhớ không được nhiều. Mặt khác, những lá bùa này của Ngô sư huynh thực sự quá quý giá, ta nhận thì thấy ngại lắm. Ngô Thanh Sách trực tiếp đưa 5 tấm lá bùa cho Khúc Dương Trạch, có gì mà ngại, ngươi là sư đệ của ta, có đồ tốt sư huynh khẳng định sẽ phân cho ngươi một phần. Huống chi đấy là dưới tình huống ngươi còn chưa nắm giữ thuần thục huyền công, những phù chú này khẳng định sẽ hữu dụng. Nhưng mà, đừng có nhương nhị gì nữa, giữ lấy đi. Ngô Thanh Sách nói xong thì thu tay về, mà Khúc Dương Trạch thì vội đưa tay nhận lấy 5 lá bùa đang kia. Vậy xin đa tạ Ngô sư huynh. Khúc Dương Trạch cầm 5 lá bùa, chắp tay nói với Ngô Thanh Sách. Không cần khách khí, mặt khác, trước đó không phải ngươi biến thành kén rồi à, là sư huynh đánh thức ngươi dậy. Khúc Dương Trạch nghe xong thì gật gật đầu, nhờ có sư huynh, ta mới có thể tỉnh lại. Bằng không nếu chỉ dựa vào ta hẳn sẽ phải ở trong kén chờ rất lâu, có khi còn chẳng ra đợi nữa. Nguy hiểm như vậy à? Ngô Thanh Sách kinh hô một tiếng, khi Khúc Dương Trạch háo thành kén trước đó hắn từng nhìn qua. Nhưng vì thân thể vị tiểu sư đệ này không giống nhân loại nên Ngô Thanh Sách cũng không quá lo, chỉ cảm thấy qua một thời gian đối phương sẽ phá kén chui ra. Bây giờ xem ra hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.
có thể nói rõ chi tiết cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Đương nhiên có thể. Rất nhanh, Khúc Dương Trạch đã kể lại quá trình thức tỉnh của mình cho Ngô Thanh Sách. Thì ra là thế. Ngô Thanh Sách gật đầu, có chút hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi, tổng kết lại chính là một câu. Vị tiểu sư đệ này của hắn ngày càng không giống người. Ai? Lúc này, Khúc Dương Trạch đột nhiên thở dài, thân sắc cũng trở nên ảo não hơn. Sao vậy? Ngô Thanh Sách kỳ quái hỏi. Khi đó ta ván đầu nên làm sai một chuyện, đến bây giờ vẫn còn hối hận. Làm sai? Ngô Thanh Sách sờ cằm hỏi, làm sai chuyện gì? Khúc Dương Trạch thở dài, đáp, lúc ấy sư phụ để Cố sư huynh giao thủ với ta, muốn thử xem sau khi ta tiến hóa đến cùng thực lực thế nào. Kết quả trước mặt sư phụ ta lại tùy tiện đỡ được công kích của Cố sư huynh, việc này khiến ta hối hận tới tận bây giờ. Tùy tiện. Nghe được hai chữ này, Ngô Thanh Sách không khỏi nhíu mày, hắn hiểu rõ thực lực Thanh Hoan. Đối phương đã luyện chân nguyên thiên cương quyết tới tầng thứ 7, huyền khí cực kỳ hùng hậu, uy lực mỗi một kích đều không thể khinh thường. Nhưng Khúc Dương Trạch lại dùng hai chữ tùy tiện. Thấy Ngô sư huynh lâm vào trầm tư, Khúc Dương Trạch vội gõ gõ đầu của mình, ai, ta lại sai nữa rồi. Sao ta có thể nói với Ngô sư huynh chỉ tùy tiện là tiếp được chiêu thức của Cố sư huynh chứ? Ta, không sao. Ngô Thanh Sách khoát tay với hắn, giữa sư huynh đệ, chúng ta không cần coi trọng những thứ này, ngược lại ta có chút hiếu kỳ, tùy tiện kia của ngươi, đến cùng có bao nhiêu tùy tiện à? Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 995, Vật tay, 1. Trong mấy năm nay, Ngô Thanh Sách có thể nói là một mực vào sinh ra tử, chỗ nào nguy hiểm hắn cũng chui vào. Ví dụ như chuyện diệt trừ tàn đản lần này ở Lương Châu vậy, hắn luôn là người xông lên đầu tiên, chỉ cần tu vi của đối phương là huyền hoàng trở xuống thì không ai là hắn không dám chiến. Mấy năm nay, kinh nghiệm thực chiến của hắn ngày càng phong phú, đồng thời đối thủ cũng ngày càng ít. Mà trong số những người cùng giai, có thể miễn cưỡng chiến đấu với hắn chỉ có mỗi Mộc Cửu Nhật mà thôi, đại đa số thời điểm hắn muốn hết sức chiến đấu chỉ có thể kiếm đối thủ là Huyền Vương. Cho nên, khi nghe Khúc Dương Trạch có thể tùy tiện tiếp một kích toàn lực của Cố Thanh Hoan, Ngô Thanh Sách tự nhận là chiến thần. À không đúng, là người cuồng chiến đấu, trong nháy mắt huyết dịch sôi trào. Nhưng thực lực của Cố Thanh Hoan cũng vô cùng rõ ràng, một kích toàn lực mà nói, hắn nhận cũng không phải nhẹ nhàng. Nếu Khúc Dương Trạch có thể nói ra hai chữ tùy tiện thì chứng tỏ thực lực hắn đã hơn xa Cố Thanh Hoan. Dưới tình huống như vậy, Ngô Thanh Sách có thể đoán được thực lực Khúc Dương Trạch đã mạnh hơn mình rất nhiều. Việc này khiến nhiệt huyết của hắn càng thêm sôi trào, rất muốn tự thể nghiệp đến cùng trong thân thể không giống người này của Khúc Dương Trạch ẩn chứa lực lượng thế nào. Khúc sư đệ, vậy bây giờ ta thử dùng toàn lực chiến đấu với ngươi nhé. Khúc Dương Trạch lắc đầu, đáp, không ổn đâu, nhưng sư phụ nói hắn sẽ giúp ta tìm người đối chiến. Xem ra người mà sư huynh nói tới không phải ta à. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Sách có hơi thất vọng, nhưng tương tự cũng xác định được hiện tại sư huynh cảm thấy Khúc Dương Trạch đã lợi hại hơn hắn rồi. Mà đối với sự phán đoán của sư huynh, tự nhiên hắn không có chút hoài nghi nào. Nhưng đối với việc đến cùng Khúc Dương Trạch lợi hại bao nhiêu thì Ngô Thanh Sách rất hiếu kỳ. Thế là mắt hắn xoay tròn, bắt đầu nghĩ cách làm sao tỉ thí mà không khiến đối phương bị thương. Khúc sư đệ, nói thật, ta rất hiếu kỳ về việc hiện tại hắn mạnh bao nhiêu. Hay chúng ta thi vật tay thử chút xem. Việc này. Khúc Dương Trạch nhìn tay phải của mình một chút. Nói thật, Khúc Dương Trạch có chút không chắc. Tuy hiện tại hắn mới thích nghi với thân thể mới nhưng chưa từng tỉ thí với ai cả. Hắn cũng không biết tột cùng bản thân mạnh cỡ nào. Bởi vì sư phụ từng nói cho hắn biết, hắn tu chính là cổ đạo nên hắn không biết tính ra mình là người tu luyện ở cấp độ nào nữa. Thứ hai, hắn cũng không biết Ngô sư huynh mạnh bao nhiêu. Vạn nhất hắn khiến Cố sư huynh mất mặt như lần trước thì hắn sẽ xấu hổ lắm. Nhìn dáng vẻ do dự của Khúc Dương Trạch, Ngô Thanh Sách cười nói, yên tâm, ta đã nghe sư huynh nói về bản lĩnh của ngươi, không muốn thắng ngươi đâu, chỉ muốn thử một chút thôi. Nghe được Ngô sư huynh nói như vậy, Khúc Dương Trạch lại cảm thấy bản thân mà không chịu thì có phần xem thường sư huynh. Thế hắn nắm chặt hai tay, thử điều chỉnh lực lượng một chút rồi chắp tay nói với Ngô sư huynh, vậy kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Được rồi, đều là môn hạ của sư huynh cả, không cần khách sáo quá đâu.
Về sau trước mặt sư huynh ngươi ngàn vạn lần đừng như vậy, sư huynh thích chúng ta thành thật. Vâng, đa tạ sư huynh đã dạy bảo. Khúc Dương Trạch lập tức chắp tay nói. Tốt rồi, vậy chúng ta tới phòng luyện công vật tay đi, bàn ở nơi đó rắn chắc hơn. Vâng. Ngô Thanh Sách dẫn Khúc Dương Trạch vào phòng luyện công rồi ngồi vào một bên của đá Trưng Cửu Dương, đưa tay ra phía trước bàn làm dấu mời. Lần này là ta tùy hứng yêu cầu, đa tạ Khúc sư đệ đã đồng ý. Khúc Dương Trạch vừa ngồi xuống vội chắp tay nói, Ngô sư huynh nói quá lời rồi. Ngô Thanh Sách mỉm cười, đặt tay phải lên bàn đá, tới đi. Vâng. Khúc Dương Trạch đưa tay phải đặt song song với tay của Ngô sư huynh rồi hít sâu một hơi, cảm thấy trận tỉ thí này thật sự quá khó khăn. Ngô Thanh Sách cũng hiểu được sự khó xử của Khúc Dương Trạch, hắn cười nói, chúng ta bắt đầu thôi, ngươi đừng ngại, cứ hết sức đi. Khúc Dương Trạch nghe xong thì tâm lý lập tức dễ chịu hơn rất nhiều, tối thiểu cũng không cần lo vấn đề bản thân không thu lại lực được. Thế là Khúc Dương Trạch lập tức gật đầu, vâng, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Như vậy, bắt đầu thôi. Ngô Thanh Sách nói xong thì lôi linh khí màu xanh biếc bỗng bạo phát, rất nhanh đã quấn lên tay phải của hắn. Đây là kinh nghiệm hắn có được sau nhiều năm thực chiến, biết nên tập trung huyền khí vào chỗ nào. Tuy khiến lực phòng thủ ở những nơi khác yếu hơn nhưng lại giúp uy lực của chiêu thức được tăng tới cực hạn. Rất có hiệu quả trong những tình huống đặc biệt. Chương 996, Vật tay, 2. Chờ đến khi lôi linh khí hoàn toàn tập trung đến tay phải, Ngô Thanh Sách bỗng phát lực, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội trong toàn bộ phòng luyện công. Sau khi cuồng bạo qua đi, đổi lấy lại là Ngô Thanh Sách chấn kinh tới cực điểm. Không đẩy được, một chút cũng không đẩy được. Vừa rồi hắn đã dùng hết tất cả vốn liếng của mình, không giữ lại chút lực nào nhưng vẫn chẳng mảy may dung chuyển được Khúc Dương Trạch. Nhìn biểu tình khiếp sợ của Ngô sư huynh, Khúc Dương Trạch lập tức lúng túng. Sau lần tiếp được một kích toàn lực của Cố sư huynh, Khúc Dương Trạch lập tức phát hiện thân thể mình có cơ chế bảo hộ. Dù hắn không muốn thì khi cần thiết cơ chế này sẽ tự động hoạt động. Khi bị Cố sư huynh công kích, long trên người hắn sẽ hóa thành một tầng phòng hộ mềm dẻo lại bền chắc, ngăn cản toàn bộ lực lượng. Vừa rồi khi Ngô sư huynh dùng sức, cơ bắp của hắn lại phát động cơ chế bảo hộ, chỗ khớp nối tự động, từng tầng bảo vệ, cơ hồ chống đỡ được hoàn toàn lực công kích của Ngô sư huynh. Có thể nói hắn muốn nhường cũng không nhường được. Mà lúc này hắn cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ đành im lặng mà thôi. Ngô Thanh Sách hít sâu một hơi, yên lặng buông tay ra, hắn hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai bên, cũng biết bản thân đã khiến Khúc sư đệ khó xử, cũng khiến mình xấu hổ. Cho nên tới đây là được rồi. Ngô Thanh Sách đứng lên, vỗ vai Khúc Dương Trạch, với cường độ thân thể bây giờ của Khúc sư đệ ngươi, chỉ sợ đã có thể cùng giao thủ với cường giả huyền hoàng cảnh rồi, thật sự rất đáng mừng a. Ngô Thanh Sách không chỉ nói cho có. Từ khi hắn đạt tới huyền linh đỉnh phong từng giao thủ với không ít người tu luyện huyền vương cảnh đỉnh phong. Tuy đại đa số thời điểm hắn sẽ thua nhưng khi chiến đấu cũng không phải đơn phương nghiền ép, mỗi công kích của hắn đều có thể tạo thành thương tổn cho đối thủ. Dù là so đấu lực lượng thuần túy hắn vẫn có thể kiên trì một trận, nào giống vừa rồi vừa bắt đầu đã thua. Mà tình huống như vậy xuất hiện chứng tỏ cường độ thân thể của Khúc Dương Trạch đã đột phá huyền hoàng cảnh, thậm chí là cao hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong hệ thống người tu luyện, qua mỗi ba cảnh giới là một lần thay đổi lớn. Có nghĩa là huyền giả, huyền sư, đại huyền sư là một tầng, huyền linh, huyền vương, huyền hoàng là một tầng, huyền tông, huyền tôn, huyền thánh là một tầng. Chỉ cần trong cùng một cảnh giới, có công pháp cùng pháp bảo nghịch thiên, huyền giả hoàn toàn có thể thắng được đại huyền sư, huyền linh cũng có thể thắng được huyền hoàng. Nhưng nếu đánh cách tầng thì hẳn sẽ bị treo ngược lên mà đánh. Có nghĩa là dù huyền linh có nghịch thiên cỡ nào thì trước mặt huyền tông vẫn chỉ là sâu kiến. Dù huyền linh có được pháp bảo nhưng với tu vi của mình, đoán chừng dù có pháp bảo cũng không phát huy được một phần ngàn nữa, cuối cùng chỉ có thể bị huyền tông treo ngược lên mà đánh. Một kích toàn lực vừa rồi của Ngô Thanh Sách không mảy may dung chuyển được Khúc Dương Trạch đã khiến Ngô Thanh Sách có đủ lý do để hoài nghi thực lực Khúc Dương Trạch đã đạt tới huyền tông cảnh. Bằng không nếu chỉ đối diện với huyền hoàng, Ngô Thanh Sách không nghĩ bản thân sẽ bị nghiền ép tới tình trạng kia. Cái này thật sự chính là nghiền ép rồi còn gì. Nghe được Ngô sư huynh chúc mừng, Khúc Dương Trạch vội đứng lên nói, đa tạ sư huynh, vừa rồi ta. Không cần nói nữa, đều do ta yêu cầu cả, đã làm khó sư đệ rồi. Nói xong Ngô Thanh Sách mở cửa phòng luyện công ra, đi thôi, chúng ta đi phân công một chút,
đừng để khi sư huynh bế quan xong, đi ra mọi thứ lại loạn thành một đoàn. Vâng, Khúc Dương Trạch nghe xong lập tức đuổi theo Ngô Thanh Sách. Trong phòng luyện đan, Giang Bắc Nhiên đang bắt đầu cải tạo Kim Ô Đỉnh. Ân, khắc tụ linh trận vào nơi này nhất định có thể kết hợp với dẫn linh trận. Giang Bắc Nhiên để nhẹ nhàng đặt Kim Ô Đỉnh xuống đất rồi ngồi vào bàn tiếp tục thiết kế trận pháp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cải tiến pháp bảo đỉnh cấp như Kim Ô Đỉnh này. Vì vậy hắn phải vô cùng cẩn thận, cần chuẩn bị trước vài dược đỉnh cao phẩm để làm nháp, đợi làm xong hết thảy mới thực hành lên Kim Ô Đỉnh sau. Khối lượng công việc có thể nói là cực kỳ nhiều. Cho nên sau 7 ngày ròng rã, rốt cục Giang Bắc Nhiên mới khắc xong tụ linh trận và dẫn linh trận lên Kim Ô Đỉnh. Kể từ đó, Kim Ô Đỉnh không chỉ có thể dẫn được linh khí cao cấp hơn mà tốc độ cung cấp năng lực cũng cao thêm một bậc. Đồng thời, trong đỉnh cũng chưa đựng được nhiều linh khí, giúp hắn linh khí hóa được nhiều linh dược hơn. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 997, Đoạt Xá, 1. Sau khi thành công dùng trận pháp cường hóa Kim Ô Đỉnh xong, bước tiếp theo Giang Bắc Nhiên cần làm là chuẩn bị lắp đặt cho Kim Ô Đỉnh một bộ phận mới. Tuy tác dụng của linh khí tiếp đơn giản, chỉ vẻn vẹn dùng để lắp linh thạch vào đỉnh, để linh thạch cung cấp linh khí cho đan lô, nhưng thật sự mọi chuyện rất phiền. Vì nó có tác dụng giảm sóc, giúp chỉ khi đỉnh thiếu linh khí mới dùng linh khí trong linh thạch. Nếu hấp thu quá lố sẽ dẫn tới nổ lô, mà việc nổ lô có thể tránh khỏi nhờ bát giác huyền băng thảo. Dưới tình huống linh khí đã đầy mà còn cố nhét thêm thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cho nên lần này Giang Bắc Nhiên chuẩn bị khá lô đỉnh, khi nào thành công với các lô đỉnh thử nghiệm mới áp dụng cho Kim Ô Đỉnh. Cứ thế, rất nhanh đã qua 2 ngày. Trong lúc Giang Bắc Nhiên thử nghiệm thất bại tới lô đỉnh thứ 3 thì một con hạc giấy bay tới trước mặt hắn. Giang Bắc Nhiên đưa tay tiếp lấy, mở ra thì phát hiện là Cố Thanh Hoan gửi tới. Kỳ thật 3 ngày trước hắn đã nhận được thư của Cố Thanh Hoan và Hoắc Hồng Phi, điều này chứng tỏ họ đã tìm ra được mục tiêu, chuẩn bị tiến hành điều tra. Có nhanh quá không? Giang Bắc Nhiên vô cùng ngoài ý muốn, hắn nhanh chóng đọc qua một lượt thì phát hiện phong thư này của Cố Thanh Hoan không phải báo cáo tình hình mà để cầu cứu viện. Trong thư, Cố Thanh Hoan biểu thị muốn nhờ Lạc Văn Chu trợ giúp. Đương nhiên, nếu Lạc Văn Chu không cách nào tới hắn sẽ nghĩ cách khác. Nhưng thật sự nếu có cách khác tốt hơn, Cố Thanh Hoan cũng đã chẳng viết phong thư này. Cho nên đọc thư xong, Giang Bắc Nhiên rút một lá bùa từ trong càn khôn giới ra, bắt đầu viết thư. Viết xong, Giang Bắc Nhiên xếp lá bùa thành hạc giấy rồi thả ra ngoài. Ước chừng qua khoảng một canh giờ sau, một con hạc giấy khác chậm rãi bay tới bên cạnh Giang Bắc Nhiên. Giang Bắc Nhiên mở hạc giấy ra, a là thư Lạc Văn Chu gửi tới. Vừa rồi Giang Bắc Nhiên viết thư, hỏi Lạc Văn Chu Cố Thanh Hoan cần hắn hỗ trợ chuyện gì. Lạc Văn Chu hồi âm rất đơn giản và thẳng thắn, hắn mở thư xong biểu đạt sự cảm tạ với sư huynh, sau đó nói rằng hắn đã tới Trương Quốc, cách Đàm Quốc không xa, hiện tại có thể lập tức xuất phát để tụ hợp với Cố sư huynh. Giang Bắc Nhiên đặt bức thư xuống, không viết thư trả lời Cố Thanh Hoan nữa vì hắn biết cả hai hẳn đã liên lạc với nhau. Giải quyết sau chút chuyện này, Giang Bắc Nhiên bắt đầu lắp đặt linh khí tiếp cho một cái dược đỉnh. 3 ngày sau, cuối cùng cũng một hơi làm xong 2 cái, củng cố thêm một chút hẳn có thể cải tạo lại Kim Ô Đỉnh rồi. Mắt thấy cách mục tiêu ngày càng gần, Giang Bắc Nhiên mới thoải mái thở hắt ra, chuẩn bị giữa trưa ăn thịt nướng trước, buổi chiều mới làm tiếp. Trong lúc Hạ Linh Đan đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn theo lời Giang Bắc Nhiên chỉ thì một con hạc giấy đột nhiên bay tới trước mặt hắn. Giang Bắc Nhiên mở ra xem thì thấy là thư Mặc Hạ gửi tới. Nội dung trong thư không nhiều nhưng lại khiến Giang Bắc Nhiên cảm thấy có chút giật mình. Điền cách đúng như Giang Bắc Nhiên dự đoán, hắn đã hóa thành lệ quỷ. Hơn nữa dường như đã ẩn núp đâu đó, đêm qua lúc Mặc Hạ tu luyện, hắn cảm thấy như bước vào hắc ám chi địa. Vào lúc Mặc Hạ muốn rời đi thì Điền cách đã nhân cơ hội này muốn cướp đoạt thân thể của hắn. May thay được vị tiền bối Mặc Hạc Bào kia xuất thủ, cứu Mặc Hạ lại. Nội dung trong phong thư không nhiều nhưng lượng tin tức vô cùng lớn, Giang Bắc Nhiên xem kỹ xong thì quyết định tự mình tới xem, hỏi rõ Mặc Hạ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Giang Bắc Nhiên đẩy cửa phòng ra, lúc đi tới thì phát hiện Khúc Dương Trạch đang ngồi xếp bằng tu luyện trong viện. Nhìn đối phương đang nghiêm chỉnh tu tập, Giang Bắc Nhiên cũng không tính quấy rầy,
trực tiếp dẫn Hạ Linh Đan bay qua kết giới bản tâm của đầm lầy. Giang Bắc Nhiên đáp xuống trước phòng nhỏ, trực tiếp đẩy cửa vào, vừa liếc mắt thì thấy được Mặc Hạ với sắc mặt vô cùng tái nhợt. Thấy người tới là sư huynh, Mặc Hạ vội hành lễ, bái kiến sư huynh. Đừng động. Giang Bắc Nhiên tiến lên, dùng tinh thần lực dò xét đối phương một phen, phát hiện trừ việc có chút suy yếu ra thì Mặc Hạ cũng không có gì đáng lo ngại, xong xuôi hắn mới an lòng lại. Cẩn thận kể lại cho ta nghe xem, đến cùng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Mặc Hạ gật gật đầu, miêu tả lại kỹ càng chuyện đã xảy ra với sư huynh. Quá trình cụ thể cũng không khác gì trên thư lắm, chỉ là chi tiết hơn mà thôi. Ví dụ trong lúc Mặc Hạ tu luyện sát khí hôm qua, sau khi nhìn thấy huyễn tượng u ám kia xong thì huyền khí trong thân thể trở nên loạn vô cùng, thân thể cực kỳ khó chịu. Giang Bắc Nhiên cảm thấy khả năng cao Mặc Hạ có thể đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Đương nhiên, đối với việc tu luyện sát khí, Giang Bắc Nhiên rốt đặc cán mai nên đến cùng đã xảy ra chuyện gì hắn cần đi hỏi lại chuyên gia của phương diện này. Giang Bắc Nhiên gật đầu, nói với Mặc Hạ, tiếp tục nói đi. Chương 998, Đoạt Xá, 2. Sau khi Mặc Hạ miêu tả rõ chuyện xảy ra hôm qua thì Giang Bắc Nhiên hỏi, ngươi nói, linh hồn của Điền Cách đã hoàn toàn bị tru diệt. Cái này, ta cũng không xác định được, nhưng ta tận mắt nhìn thấy quỷ tiền bối một trưởng đem đánh Điền Cách tan thành đoàn khói xanh, hẳn đã hoàn toàn biến mất nhỉ. Ta đoán vậy. Giang Bắc Nhiên trầm tư một lát, ánh mắt nhìn về phía Hạc Bào Quỷ đang ngồi bên bàn cờ. Dường như Hạc Bào Quỷ cũng cảm nhận được ánh mắt của Giang Bắc Nhiên, hắn làm động tác tay xin mời với đối phương. Cũng chỉ có lúc này, Giang Bắc Nhiên mới có thể nhìn thấy một ít cảm xúc vội vàng từ thần sắc của Hạc Bào Quỷ. Giang Bắc Nhiên vái chào Hạc Bào Quỷ một cái, biểu thị kêu đối phương chờ một lát, sau đó nhìn về phía Mặc Hạ nói, dẫn ta tới chỗ ngươi nghỉ ngơi xem thử nào. Vâng. Giang Bắc Nhiên đi theo Mặc Hạ vào phòng ngủ của đối phương, sau đó dùng tinh thần lực dò xét một hồi, sau khi phát hiện không có gì đặc biệt Giang Bắc Nhiên mới đi ra chỗ hậu viện. Lúc đó, hắn đã phong ấn Điền Cách tại nơi này, hắn vốn tưởng quỷ hồn của Điền Cách không thể nào xông phá cấm chế của mình. Nhưng dựa vào những gì Mặc Hạ kể, hẳn Điền Cách đã sớm tỉnh, bằng không cũng chẳng trùng hợp tới mức Mặc Hạ vừa tẩu hỏa nhập ma hắn ta đã xông tới Đoạt Xá. Ai già, hiểu biết của ta với quỷ vẫn là quá ít a. Giang Bắc Nhiên ngồi xổm xuống, nhổ hai cây đinh dưới đất lên. Hắn tự nhận bản thân đã bố trí những thứ này cực kỳ hoàn mỹ, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì với Điền Cách. Nếu không nhờ Hạc Bào Quỷ xuất thủ, chỉ sợ hiện tại Mặc Hạ đã là Mặc Hạ. Suy nghĩ một lát, Giang Bắc Nhiên đứng dậy đi về phía bàn cờ. Mặc Hạ thấy sư huynh lại muốn đánh cờ cùng quỷ tiền bối thì lập tức hưng phấn, mặc kệ cả người ê ẩm đứng phắc dậy chạy về phía bàn cờ. Mặc Hạ cứ thế đi theo sư huynh, thấy sư huynh ngồi đối diện quỷ tiền bối thì hắn ta vội khẩn trương hỏi, Sư huynh, ngài là? Tất nhiên Giang Bắc Nhiên biết Mặc Hạ muốn nói gì, lập tức cười nói, cũng như lần trước, ngươi tới thay tiền bối chấp tử. Mặc Hạ nghe xong thì cao hứng vô cùng, hô hấp cũng ngày càng gấp rút. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ ván cờ lần trước của quỷ tiền bối và sư huynh, mỗi lần xem hai người đánh cờ hắn đều có một trải nghiệm mới. Thật sự ván cờ của hai người là tuyệt thế a. Từ đó cho tới nay, mỗi ngày hắn đều hy vọng được xem ván cờ tiếp theo của sư huynh và quỷ tiền bối. Bây giờ ước mơ đã thành hiện thực, tuy chỉ vừa vào bàn nhưng hắn đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ván cờ rất nhanh đã bắt đầu. Lần này Giang Bắc Nhiên đi quân đen, Hạc Bào Quỷ đi quân trắng. Có kinh nghiệm giao thủ từ lần trước, lần này đường cờ của hai người có biến hóa cực lớn, Mặc Hạ nhìn không kịp chớp mắt, vô cùng thỏa mãn. Vào lúc Mặc Hạ cảm thấy thế cục đang giằng co dị thường, hai bên đều lộ ra răng nanh của mình thì sư huynh bỗng tháo móng vuốt xuống. Hắn chắp tay với Hạc Bào Quỷ, nói đến đây còn chưa cảm tạ tiền bối. Không có ngài xuất thủ, chỉ sợ lần này Mặc Hạ sẽ gặp đại nạn. Thấy sư huynh chắp tay cảm tạ quỷ tiền bối vì mình, Mặc Hạ vội đứng ra, cũng chắp tay với quỷ tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của quỷ tiền bối, tại hạ khắc sâu trong lòng. Nhưng rõ ràng Hạc Bào Quỷ không có chút hứng thú nào với lời cảm tạ của hai người này, hắn chỉ nhìn chòng chọc vào bàn cờ. Thấy Giang Bắc Nhiên chậm chạp không đánh tiếp, hắn chỉ đành nhìn hai người rồi nhẹ gật đầu. Thấy thế, Giang Bắc Nhiên lần nữa chắp tay với Hạc Bào Quỷ, hỏi, vãn bối có rất nhiều vấn đề mong tiền bối giải hoặc vì ta. Nhưng rõ ràng Hạc Bào Quỷ không tính trả lời Giang Bắc Nhiên,
hắn chỉ chăm chăm nhìn vào bàn cờ. Không biết phải chăng tiền bối đã tiêu diệt lệ quỷ muốn đoạt xác Mặc Hạ chưa? Thấy Hạc Bào quỷ không có phản ứng, Giang Bắc Nhiên tiếp tục nói, nếu tiền bối không thể giải hoặc cho tại hạ. Vậy vãn bối xin phép dẫn đồ nhi rời khỏi nơi nguy hiểm này, tránh cho lệ quỷ lần nữa trỗi dậy. Nói xong, Giang Bắc Nhiên đứng lên, Mặc Hạ, chúng ta đi thôi. Mặc Hạ nghe xong lập tức gấp gáp, đang tới khúc gây cấn sao đánh tiếp a? Sư huynh, tính mạng của ta là nhỏ, ngài đánh cờ là lớn, a, hỗn trướng. Giang Bắc Nhiên đột nhiên quát to một tiếng, Mặc Hạ bị hù vội vàng quỳ xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện ta chính là không theo sáo lộ ra bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 999, Lai lịch của Hạc Bào Quỷ, 1. Giang Bắc Nhiên đỡ Mặc Hạ lên, nhìn hắn rồi nói, lần sau còn để ta nghe được những lời này, ta nhất định sẽ trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Mặc Hạ nghe xong có chút luống cuống, vội vàng nói xin lỗi, sư huynh. Không, sư phụ, ngài đừng nóng giận, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi tuyệt sẽ không nói mấy lời hỗn trướng này nữa. Nhớ kỹ, so với bất kỳ cái gì thì mạng đều trọng yếu hơn, nghe có rõ không? Vâng, đồ nhi nhớ kỹ, đi thôi. Hạc Bào Quỷ thấy Giang Bắc Nhiên thật sự đi như thế cũng gấp gáp, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi tới cản trước mặt Giang Bắc Nhiên. Giang Bắc Nhiên chắp tay với Hạc Bào Quỷ, nói, nơi đây thật sự quá mức nguy hiểm, vẫn xin tiền bối thông cảm cho. Hạc Bào Quỷ thấy thế lập tức chỉ vào Mặc Hạ, khoát tay áo, tựa hồ đang biểu đạt không phải hắn vẫn ổn đó sao. Giang Bắc Nhiên thấy Hạc Bào Quỷ gấp như thế thì không nói gì nữa, trên cơ bản đã xác định được đối phương không hề cải trang thành cao nhân mà thật sự không thể nói chuyện. Nhưng vì sao ngay cả những tiểu quỷ cấp thấp nhất cũng có thể nói chuyện mà vị đại năng này ngược lại không cách nào lên tiếng chứ? Trong giới quỷ có nhiều chuyện kỳ lạ thật. Việc này khiến Giang Bắc Nhiên không khỏi cảm khái một điểm thông linh của hắn thật sự không đủ dùng, vì hắn phát hiện dường như thế giới sau khi chết đặc sắc hơn hẳn hắn tưởng tượng. Sau khi xác định Hạc Bào Quỷ không cách nào nói chuyện, Giang Bắc Nhiên cũng không ép buộc hắn nữa, mà chắp tay hỏi, vậy ý của tiền bối là ngươi đã tiêu diệt lễ quỷ kia rồi, nên Mặc Hạ ở lại đây cũng không sao. Hạc Bào Quỷ nghe xong lập tức gật đầu, khẳng định suy đoán của Giang Bắc Nhiên. Việc này khiến Giang Bắc Nhiên không khỏi nhớ lại hệ thống đã nhảy ra khi hắn nghĩ cách xử lý Điền Cách. Đúng như hắn dự đoán, mọi chuyện xảy ra đêm qua đã chứng minh sau khi thức tỉnh Điền Cách sẽ trở thành lệ quỷ và trùng sinh, từ đó trở thành nhân vật phản diện và mang tới phiền toái lớn cho Lạc Mặc. Mà trước mắt xem ra, dường như chỉ có quỷ mới có thể giết quỷ. Cũng không đúng. Nếu đổi lại là Đường Tịnh Nhiễm, hẳn nàng sẽ có cách khiến Điền Cách thần hình câu diệt. Nghĩ đến đây, Giang Bắc Nhiên quyết định vẫn nên dẫn Mặc Hạ đi tìm quỷ tu Đường Tịnh Nhiễm kia thì hơn. Bằng không chỉ mới đi bước đầu mà Mặc Hạ đã xém tẩu hỏa nhập ma. Không có người ở bên chỉ dạy thì dù Điền Cách không đoạt xá được, chỉ sợ lần sau Mặc Hạ cũng sẽ bị quỷ khí công tâm mà chết. Quyết định xong, Giang Bắc Nhiên chắp tay với Hạc Bào Quỷ, thật sự đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ, xin mời. Nói xong hắn liền quay về bàn cờ. Giang Bắc Nhiên nhìn Mặc Hạ đang khó xử thì nhìn về phía đối phương, còn đứng đó là gì, mau tới giúp tiền bối chấp tử. Vâng, tới ngay. Mặc Hạ lên tiếng xong thì chạy như bay tới trước mặt quỷ tiền bối. Mà ván cờ này kéo dài mãi tới tối mới xong. Tới đây thôi. Giang Bắc Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi rồi nói. Nhìn sư huynh và quỷ tiền bối đều có biểu lộ vô cùng nghiêm túc, Mặc Hạ khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, sau đó mới bắt đầu xem. Cuối cùng cũng xem cờ xong, hai mắt Mặc Hạ sáng lên, nhìn về phía sư huynh nói, sư huynh, ngài thắng 3/4 cờ rồi. Giang Bắc Nhiên gật đầu, chắp tay với Hạc Bào Quỷ, đa tạ. Lần này, Hạc Bào Quỷ không vội đánh thêm một ván nữa với Giang Bắc Nhiên, mà nhìn vào ván cờ trầm tư. Giang Bắc Nhiên thấy thế thì thở dài một hơi, cũng đứng lên, buông lỏng thân thể. Với cách cục vừa rồi hắn thắng cũng không dễ, tài đánh cờ của Hạc Bào Quỷ thật sự phi thường cao, thậm chí có thể nói là cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phải biết hiện tại điểm huyền nghệ của hắn đã lên rất cao, cổ độc cao thứ hai cũng được 32 điểm rồi. Có thể nói trong số huyền nghệ hắn vốn có tài năng có 102 rồi. Nhưng kỳ nghệ của Hạc Bào Quỷ vậy mà khiến Giang Bắc Nhiên sinh ra một chút cảm giác cấp bách, thật sự là mạnh đến đáng sợ à. Kỳ nghệ thế này khi còn sống Hạc Bào Quỷ nhất định là kỳ thánh,
nhưng không biết là kỳ thánh niên đại nào thôi. Hoạt động thân thể xong, Giang Bắc Nhiên nhìn về phía Mặc Hạ, nếu linh hồn điền cách đã bị diệt, vậy ngươi cũng không cần tiếp tục thủ ở đây nữa, cùng ta quay về Quy Tâm Tông đi. Mặc Hạ nghe xong thì không khỏi xoắn xuýt. Tuy việc được quay về tông đánh cờ cùng sư huynh thật sự rất mê người, nhưng sư huynh quá bận rộn, cơ hội được đánh cờ với huynh ấy có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi ngày ở đây, hắn có thể đánh cờ với quỷ tiền bối tới tinh bì lực tẫn, có thể nói là phong phú vô cùng. Thế nào, không muốn về à? Giang Bắc Nhiên nhìn Mặc Hạ xoắn xuýt thì hỏi. Không có, không có. Mặc Hạ vội vàng lắc đầu, đương nhiên ta muốn theo sư huynh cùng nhau về tông rồi, chỉ là nơi này còn nhiều thứ cần ta sắp xếp, với lại ta còn quen không ít hảo bằng hữu ở đây, muốn cáo biệt họ. Giang Bắc Nhiên nghe xong, không nhịn được cười một tiếng, hảo bằng hữu. Ừm. Mặc Hạ gật đầu, kỳ thật những quỷ hồn này đều rất thân thiện, không dọa người như trong truyền thuyết. Kỳ thật sau khi bị quỷ hù trước đó, Giang Bắc Nhiên đã cảm thấy mấy con quỷ này cũng không tệ. Chương 1000, lai lịch của Hạc Bào Quỷ 2. Tỷ như nếu quỷ hù chết hắn, hắn cũng sẽ biến thành quỷ. Khi đó hai quỷ nhìn nhau, chẳng phải sẽ rất lúng túng và khó xử à? Nếu là Giang Bắc Nhiên, hắn sẽ hỏi thêm một câu, tại sao ngươi lại hù chết ta? Như vậy chẳng phải vừa lúng túng khó xử lại càng xấu hổ không kiềm được không? Vì thế, Giang Bắc Nhiên tin chắc rằng, dù có quỷ thì quỷ cũng không rảnh mà lúc nào cũng đi dọa người, mà sự thật cũng chứng minh suy nghĩ này của hắn là đúng. Lúc này, rốt cuộc Hạc Bào Quỷ cũng lấy lại tinh thần, hắn nghe Giang Bắc Nhiên muốn dẫn Mặc Hạ đi thì vội khoát tay không ngừng, có thể nói là rất không nỡ. Giang Bắc Nhiên thấy hai người như thế bèn hỏi, Mặc Hạ, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, ở lại đây tiếp tục nghiên cứu cờ vây với quỷ tiền bối. Hai, đi cùng ta, học cách trở thành quỷ tu. Trong mắt Giang Bắc Nhiên, Mặc Hạ chính vốn là kỳ si, sở dĩ Giang Bắc Nhiên thu nhận hắn ta là đồ đệ đều vì không đủ nhân thủ, bất đắc dĩ mới tìm tới con hàng này. Cho nên, nếu Mặc Hạ không muốn bị cuốn vào phân tranh bên ngoài, muốn ở đây dốc lòng nghiên cứu kỳ dạo cũng xem như là một chuyện tốt. Nhưng câu trả lời kiên định của Mặc Hạ lại khiến Giang Bắc Nhiên có phần ngoài ý muốn. Sư phụ, ta chọn số 2, ta muốn chính thức trở thành một quỷ tu. Câu trả lời này khiến Giang Bắc Nhiên khá bất ngờ, hắn không nhìn ra Mặc Hạ lại có lòng muốn mạnh lên như thế. Được rồi. Giang Bắc Nhiên gật đầu, hắn vừa nhìn về phía Hạc Bào Quỷ vừa chắp tay nói, tiền bối, ngài cũng nghe đó, Mặc Hạ muốn ra ngoài nhìn bầu trời rộng lớn, nếu ngài nguyện ý thì có thể đi theo với chúng ta. Hạc Bào Quỷ nghe xong thì do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Mặc Hạ. Với Hạc Bào Quỷ mà nói, khó khăn lắm mới tìm được một tài năng có thể đào tạo thế này, hắn thật sự không nỡ buông tay. Giang Bắc Nhiên thấy thế thì nói với Mặc Hạ, còn không mau đa tạ tiền bối. Với độ đặc thù của Hạc Bào Quỷ, Giang Bắc Nhiên hiểu được sự tồn tại của đối phương trong quỷ giới chắc chắn vô cùng cường đại. Có hắn ta bên cạnh Mặc Hạ, con đường quỷ tu của Mặc Hạ hẳn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vâng. Mặc Hạ vội gật đầu, hành lễ với quỷ tiền bối, đa tạ quỷ tiền bối chiếu cố. Hạc Bào Quỷ cũng không nhiều lời, chỉ lẳng lặng đứng đó. Tốt, đã vậy ngươi tạm biệt bằng hữu ở đây đi, 3 ngày sau ta sẽ đến đón ngươi. Vâng, sư huynh. Mặc Hạ chắp tay nói. Giang Bắc Nhiên thổi một đám mây ra từ Quyển Vân Đồng rồi nói, Linh Đăng, đi thôi. Hạ Linh Đăng ngồi lên mây, thi lễ với Mặc Hạ một cái rồi mới leo lên tường vân. Theo đám mây dần bay lên, Giang Bắc Nhiên nhìn Hạ Linh Đan và hỏi, Linh Đăng, mấy ngày nay ngươi tu luyện trong kết giới thế nào rồi? Hạ Linh Đăng nghe xong thì khẽ giật mình, cúi đầu xuống ngượng ngùng nói, à, ta quá ngu ngốc à, cái gì cũng không học được. Không sao, từ từ sẽ tốt hơn rồi. Nhưng Hạ Linh Đăng nghe xong lại càng cúi đầu xuống thấp hơn. Giang Bắc Nhiên thấy Hạ Linh Đăng hổ thẹn không khỏi suy nghĩ. Có thể nói người biết nhiều bí mật của hắn nhất trên thế giới này hẳn là Hạ Linh Đăng rồi. Dù sao Giang Bắc Nhiên cũng không thể vì dẫn Hạ Linh Đăng mà không làm gì cả. Cho nên hiện tại khi hệ thống nhảy ra thông báo, hắn vẫn xem Hạ Linh Đăng như một món trang sức đem theo khắp nơi. Kể từ đó, Hạ Linh Đăng trở thành người biết nhiều nhất về hắn. Đổi lại là những người khác, dù là Cố Thanh Hoan hay Ngô Thanh Sách mà hắn quen biết sớm nhất thì kỳ thật cũng có rất nhiều chuyện không biết, chớ nói chi là người như Ân Giang Hồng hay Thi Hồng Vân. Đến cùng nha đầu này là sự tồn tại thế nào a?
Giang Bắc Nhiên tin tưởng hệ thống bắt hắn dẫn nàng theo là có nguyên nhân, nhưng đến tột cùng là vì sao thì hắn vẫn không nghĩ ra. Ân, hẳn nàng là hóa thân của binh khí thượng cổ gì đó rồi. Chờ thời khắc mấu chốt hẳn sẽ trở thành một thanh thần khí làm việc cho ta, binh khí tốt nhất trong số các binh khí. Hay trong thân thể của nàng có bảo vật gì đó mà ta cần, chỉ là bây giờ vẫn chưa phát hiện ra được. Nói thế nào đi nữa, hết thảy đều có khả năng. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật Giang Bắc Nhiên cũng không vội vứt bỏ món trang sức nhỏ này. Chuyện gì không cần thấy nàng cũng thấy rồi, hơn nữa nàng cũng không làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống thường này của hắn. Nếu có thể tiếp tục ở chung hài hòa thế này thì vấn đề cũng không lớn. Ai, lại bị hố rồi. Xúi quẩy. Trở về kết giới bản tâm xong, Giang Bắc Nhiên dùng thời gian 3 ngày để hoàn thành bước cải tạo cuối cùng với Kim Ô Đỉnh. Hoàn mỹ. Sau khi lắp đặt phần tiếp linh khí xong, Giang Bắc Nhiên liền bỏ một viên linh thạch hoàng cấp vào là thí nghiệm, kết quả khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Phần tiếp linh thạch và tụ linh trận đã phát sinh phản ứng hóa học kỳ diệu. À không đúng, phải là biến hóa huyền học vậy, khiến số lượng linh khí mà Kim Ô Đỉnh có thể chứa đựng được nhiều hơn, hiện tại nó có thể chứa tới 400 cân linh khí rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 100 của bộ truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài của tác giả Bách Phân Chi Thất tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.